Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 31 là sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố học. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 31.5. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hydro có công thức hóa học là RH4. Hợp chất có hóa trị cao nhất với oxy chiếm 72,73% về khối lượng. Như vậy, hợp chất này nó có gì? Có cái công thức hóa học chung là RH4 với hydro. Như vậy thì cái công thức với oxy, hợp chất oxy oxit cao nhất nó sẽ là gì? RO2. Bởi vì trong cái RH4 này tức là nó sẽ thuộc cái nhóm 4, đúng không ạ? Nhóm 4 tức là nó sẽ có hóa trị cao nhất là hóa trị 4, đúng không ạ? Trong liên kết với oxy. Như vậy thì cái công thức liên kết với oxy RH4 này thì suy ra là R sẽ có hóa trị 4 thuộc ở trong cái nhóm 4. Nhóm 4 thì nó sẽ có cái oxit là cao nhất với oxy là RO2, đúng không ạ? Đấy, hóa trị 4, khi hóa trị 4 liên kết với O2 thì nó sẽ là liên kết với oxy thì nó sẽ là RO2. Và từ đấy chúng ta sẽ xem thử là cái nguyên tố R này là nguyên tố nào nhé. Bài 31.5. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hydro. Tạo thành hợp chất khí với hydro. Và hợp chất khí với hydro có công thức là RH4. Thì nó sẽ tạo thành hợp chất tạo thành oxit cao nhất, đúng không ạ? Suy ra tạo thành cái oxit cao nhất chính là RO2. Đây, nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy hóa trị của nó sẽ là hóa trị 4, vậy liên kết với oxy sẽ là RO2. Theo bài ra thì chúng ta có là trong cái hợp chất là RO2 thì oxy chiếm 72,73% về khối lượng. Theo bài ra, ta có trong cái hợp chất RO2 thì oxy chiếm 72,73% khối lượng. Chiếm 72,73% về khối lượng. Vậy cái này nó sẽ tương đương với này. Oxy ở đây chính là có mấy oxy đây các em? Có 2 oxy, đúng không ạ? Thì là 16 này nhân với 2 này chia cho tổng khối lượng là R cộng với 16 nhân 2 nhân với 100% thì bằng 72,73%. 100% này xem như là bằng 1 đi. Như vậy thì cái này chúng ta sẽ có là 32, 6 nhân 2, 16 nhân 2 thì bằng 32. Sẽ bằng 72,73% nhân với R cộng với 32. Đúng chưa? Đây này, cái này bằng 32 này. Số bị chia thì nó sẽ bằng thương nhân với số chia. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra R sẽ bằng, các em lấy 32 này chia cho 72,73% này, rồi các em trừ đi 32 thì sẽ ra được khối lượng của R, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có như sau: 32 chia cho 72,73% gần bằng 44. 44 trừ đi 32 sẽ bằng 12, gần bằng 12. 12. Thế khối lượng bằng 12 thì các em xem thử nguyên tố phi kim nào mà có khối lượng bằng 12.
12 chính là carbon, đúng không ạ? Như vậy thì cái nguyên tố chúng ta cần tìm ở đây chính là carbon. 12. Suy ra R là carbon. Đấy, R là carbon. R là carbon, vậy thì công thức của chúng ta ở đây sẽ là CH4 và CO2, đúng không? Viết công thức của hợp chất R với oxy và hydro. Vậy câu B này, hợp chất của carbon với hydro và oxy lần lượt sẽ là carbon với hydro thì RH4 tức là CH4, với oxy là RO2 tức là CO2. Cho biết vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn. Câu C. Carbon thì em nhìn vào trong bảng tuần hoàn này, carbon. Như vậy thì carbon nó sẽ có số thứ tự là O số 6 trong bảng tuần hoàn. Thứ hai là nó thuộc chu kỳ 2, gióng sang thuộc chu kỳ 2. Gióng lên thì nó thuộc nhóm 4. Được chưa? Đấy. Như vậy, carbon thuộc ô số 6. Thuộc ô số 6, thuộc chu kỳ 2 và nhóm 4 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Nhóm 4. Như thế này là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 31.5. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng sang bài 31.6. Này. Oxit của một nguyên tố có công thức là RO3, trong đó oxy chiếm 60%. Hãy xác định tên nguyên tố R, cho biết tính chất hóa học của R và so sánh tính chất của các nguyên tố trước và sau nó trong cùng một chu kỳ. Như vậy chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 31.6 như sau. Oxit có công thức là RO3, trong đó oxy chiếm 60%. Chiếm 60% về khối lượng. Như vậy thì cái này nó tương đương với phần trăm khối lượng oxy này thì là 16 nhân với 3. Ta có oxy, có 3 nguyên tố oxy, 3 nguyên tử của nguyên tố oxy ở đây, đúng không ạ? Chia cho R cộng với 16 nhân 3 nhân với 100% thì bằng 60%. Được chưa? Vậy cái này tương đương với 16 x 3 thì bằng 48 này. Đúng không ạ? 48 nó sẽ bằng 100% này xem như 1. Nó sẽ bằng 60%, 1 thì bỏ qua đi nhá.
60% nhân với R cộng với 48. Đúng không? Vậy từ đây thì các em sẽ suy ra được R nó sẽ bằng 48 chia cho 60% trừ đi 48. Vậy các em lấy 48 chia 60% này. Rồi các em trừ đi 48 thì kết quả bằng 32. Khối lượng bằng 32 thì cái nguyên tố mà có khối lượng bằng 32, các em nhìn vào bằng khối lượng, đây chính là nguyên tử khối, chính là khối lượng này. Như vậy nó chính là cái nguyên tố lưu huỳnh. Đây, 32. Như vậy suy ra R là lưu huỳnh. R chính là cái nguyên tố lưu huỳnh. Cho biết tính chất hóa học của nguyên tố R, so sánh tính chất của các cái nguyên tố trước và sau nó trong cùng một chu kỳ. Như vậy thì lưu huỳnh thì các em nhìn đây này. Lưu huỳnh thì nó là một cái nguyên tố phi kim, đúng không ạ? Phi kim hoạt động hóa học mạnh và nó mạnh hơn. Trong cùng một chu kỳ thì điện tích hạt nhân càng tăng thì tính phi kim càng tăng. Như vậy là lưu huỳnh nó sẽ có tính phi kim mạnh hơn của phốt pho, nhưng mà yếu hơn so với clo, đúng không ạ? Ý B. Làm ta sẽ trả lời là lưu huỳnh là nguyên tố phi kim hoạt động hóa học mạnh, đúng không ạ? Là nguyên tố phi kim. Hoạt động hóa học mạnh hơn. Mạnh hơn so với lại là phốt pho. Nhưng mà lại yếu hơn so với clo. Như thế này là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 31.6. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 31.7. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hãy so sánh mức độ hoạt động hóa học của silic, phốt pho, lưu huỳnh, clo. Vậy chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 31.7. Silic, phốt pho, đây. Các em sẽ so sánh cái mức độ hoạt động của silic, phốt pho, lưu huỳnh, clo. Như vậy bốn cái nguyên tố này thì nó cùng thuộc cái chu kỳ, đó là chu kỳ 3. Đấy, cùng thuộc cái chu kỳ 3. Như vậy trong cùng một chu kỳ thì điện tích hạt nhân càng tăng thì tính phi kim nó sẽ càng tăng, đúng không ạ? Như vậy thì tính phi kim của silic nó sẽ yếu hơn của clo, yếu hơn của lưu huỳnh và yếu hơn clo. Vậy chúng ta sẽ có như sau: trong cùng một chu kỳ, điện tích hạt nhân càng tăng tính phi kim sẽ càng tăng. Mà ở đây là chúng ta biết là gì? Mà điện tích hạt nhân của silic này thì nó nhỏ hơn
của phốt pho, nhỏ hơn của lưu huỳnh và nhỏ hơn của cờ lo. Cụ thể là 14, nhỏ hơn 15, nhỏ hơn 16, nhỏ hơn 17. Đúng ạ. Nên là suy ra tính phi kim. Tính phi kim nó sẽ tăng dần theo thứ tự. Theo thứ tự là phốt pho thì mạnh hơn silic, lưu huỳnh nhận mạnh hơn phốt pho và cờ lo là mạnh hơn lưu huỳnh. Đấy. Tiếp theo là chúng ta cần so sánh cái mức độ hoạt động của natri, magie và nhôm. Natri và magie, nhôm, đây thì ba cái nguyên tố này, ba nguyên tố này cùng thuộc một chu kỳ là chu kỳ 3. Như vậy trong cùng một chu kỳ thì điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim nó sẽ giảm. Như vậy thì ở đây là natri. Natri nó sẽ là kim loại mạnh nhất, rồi đến magie, rồi đến nhôm. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có IB. IB là trong cùng một chu kỳ. Điện tích hạt nhân càng tăng thì tính kim loại càng giảm. Mà điện tích hạt nhân của natri này thì nó nhỏ hơn so với magie, nhỏ hơn so với nhôm. Đây là điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân càng tăng thì tính phi kim càng giảm. Như vậy tính phi kim, tính kim loại chứ, tính kim loại, đây là các kim loại đúng không ạ? Tính kim loại nó sẽ giảm theo thứ tự sau. Theo thứ tự như sau. Điện tích càng tăng thì tính kim loại càng giảm. Như vậy cái này giảm này so với cái này lại giảm so với này. Như vậy natri sẽ là kim loại mạnh nhất, rồi đến magie và cuối cùng là đến nhôm. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 31 là bài. Bài 31 ở đây là sơ lược về bảng tuần hoàn các cái nguyên tố hóa học. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.